Ui. Hello, xin chào các bạn. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Bao Bao TV. Hôm nay mày ăn gì ạ? Cái uống. Sợ sợ. Bao Bao TV. Hôm nay em tôi có món mới cứng. Vừa nhặt ở trong xuồng vớt bao nhiêu quả. Là món trứng bọc đất. Bây giờ thế này nhá. Em mày... ở đây canh trứng anh đi lấy đất. Mày khôn như rách. Bây giờ thế này mày đi lấy củi. Anh đi lấy đất. Hả? Đó. Ok luôn. À không được, mày lấy đất, anh đi lấy củi. Củi anh nhiều, mày đi lấy đất. Ok luôn. Mày lấy đất đi. Đấy, bốc đất lên nha. Mày chuông à? Ừ. Ăn đất khô này. Lao đầy bùn thì chả chả đi mà lấy, bắt mình đi lấy. Trời có mưa đấy, trời mà có đất. Ồ lời. Tàn đất mưa đất rồi. Mình có cậy thôi. Đất thì hơi bị ẩm ướt, hơi bị tơi luôn nhé. Bị tàn run. Quả này khá hồ nhão. Ăn bát đi. Cài vai. Cài vai chữ. Dạ. Thì đâu đó đất này toàn dưới thế này. Hả? Lấy cái nào đấy? Mọc đúng không? Hả? Hả thì đất mày lấy chả ướt này khô khô đấy này. Khô khô mới lại kia đấy này. Lấy được ướt đến này tô lắm miệng đào. Khô mấy? Làm khai. Mày lấy đất đâu? Hả? Mày khai ấy. Hả? Cắm bái trưởng. Cắm gì? Khai là khai thật à? Khai thật mà. Mày lấy chỗ nào đấy? Em lấy đảo mương. Mày lại lấy chỗ mương bẩn à? Ừ. Lại lấy chỗ mương bẩn rồi. Đấy là chắc là mạch nước rồi nó khai. Ây. Khai bái trưởng. Lấy chỗ nào sạch sạch ăn. Khai quá chỉ. Còn chỗ này khô, chỗ có mỗi chỗ này ướt này.
Đây toàn khô này. Tóc này. Làm gì lấy được nhiều nước? Voi gì à? Mường đẩy. Làm gì voi voi đáy nhiều à? Voi đấy à? Mường đẩy không đấy. Lấy cái chỗ mường này. Xón vài giọt nước. Xón được tí là mày. Hai giọt nước quá. Đắp đi. Đắp đi. Đắp đi. Anh đào mệt lắm à. Mệt cứt đấy. Đắp đi, đắp đắp mấy quả mà lấy có tí đất này lấy thêm đi bao nhiêu trứng này. Em đi làm câu cá. Thôi không ạ, câu cá gì? Đập 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 đất này chị ơi. Có gì ăn luộc. Em đi câu cá ăn luộc. Ăn luộc mà chưa thấy trứng bọc đất. Đừng bao đại ca nữa. Ăn chung. Ăn chung trứng muối ngon hơn. Em thì chưa thấy trứng luộc của anh đâu. À trứng nướng của anh đâu. Trứng muối ba liền thì đẳng cấp luôn. Tí nữa đừng xin nhá. Anh ơi. Hử? Lấy cho em cái cây kia. Cây gì? Cái tre nổi nữa. Tre đi lấy làm gì? Anh cứ lấy đi lấy em ơi. Lấy em cướp à? Lấy em làm món của em đẳng cấp luôn. Món gì? Lấy của em lấy. Anh thì cái món thường thường đấy. Trứng bọc nước đáy à? Trứng bọc đất đấy. Mày điên rồi, trứng bọc đất hơi bị ngon đấy. Trứng bọc nước đáy à? Trứng bọc đất. Nước đáy gì? Anh lấy rồi em bị tơ. Mày đá về đây à? Hả? Dậy. Dậy à? Anh bảo em lấy. Lấy đâu? Lấy đâu bún? Vâng trưởng. Em lấy đâu bún? Thảo nào khắm. Ao đầy bùn thì anh cũng lạnh đúng mà lấy, mà em đi lấy đấy. Dưới mương đầy cũng lấy. Đi mày đái vào đây. Lấy em cái gì đâu, anh rớt đấy. Lấy cái đấy tỏ trứng. Tao lấy cái đấy tao làm món tao. Món của tao em sáng tác ra. Cái đó mẹ vẫn to. Ừ. Đấy ra. Đấy. Đấy. Đấy, thích mẹ trứng rồi nữa. Thì thế à? Mày về lấy mắm muối mì chính như thế đấy. Đúng rồi. Anh cứ lấy được cái này lên, em lấy được. Mắm muối mì chính với lại cái tô nhá. Rau. Ui dù kiến. Quái trưởng. Hả? Tao cũng được tao, tao chơi.
Rồi, mời ông tới này, ai chơi chung chơi nào được anh? Yeah. Mình có ba toa. Đặt cước đây. Nào, đi lên. Đã được. Sao lại có cái cước nào mắc kia? Anh vừa vào cước đấy à? Anh vừa câu lên rồi. Cước em câu đấy. Điểm đấy. Kìa nó. Ui, thật đấy. Bên như bên như có tiếng chê ngâm nhìn ta. Chê ngâm. Anh đeo đi, anh đeo lên một mẫu để trứng lên. Đi này, đục lỗ ở đây xong rồi mình đẩy trứng nào. Chị vẫn chỉ chết bỏ ra này, chứ chả chứ chống ngược lên trời này. Đi về lấy kia đi. Đưa sao đây, sao đâu rồi? Sao em lại cầm đi đâu ấy? Em lè lên mà muốn đi chính nhà kia. Ừ. Mắm mới các bạn. Cốt trứng ở đây. Ngon hơn. Rồi. Ăn đấy, con ra nhậu. Đấy, đây rồi. Nó chui hết vào trong rồi. Trong mấy? Tí nữa thay anh bằng chị nhé. Chui mấy đâu, chui tí. Mà lạc vào trong kia là thơm quá nhỉ. Ờ. Thơm ngon nhỉ. Còn hơn một khúc này đôi con tí nữa là còn chặt chảy. Thế nó được cái gì? Không. Không ngon. Còn hơn ngon tí giá nữa. Nước hơi chảy. Bọc đất nước chảy. Ôi, gì đó. Em, anh biết sợ nhỉ? Sợ hết cả. Ta chỉ muốn sợ mỗi món là xoan của mày. Đàn cứt. Em thì giao con này. Em làm hành. Đây. Này. Anh ăn trộm đồ mình chứ. Trộm nhà tao vịt mày không thấy không nọ đầy ra bay cả mái nhà bay xuống không gì cũng để được. Ừ. Ê, nhờ xương mình đớp được con. Không bỏ. Ăn ăn dí lợn. Từ ngày làm ẩm thực béo béo cun đầu. Không cun đầu. Ngu quay chưa. Người ta gọi là béo rụt cổ. Béo cun đầu là nó mòn đầu à. Thì chả mòn đi. Béo quá nó chả mòn đi. Ôi thôi. Chả mòn đi. Béo béo như lợn. Thế mà lúc nào cũng kêu là anh làm món ăn toàn cứt. Ui, trứng nhổ à? Thấy chưa? Mày dính acid của mày em. Mày đãi cả một đấy. Cháy miệng vào. Miệng. Miệng cái con này nữa. Anh cho cái nước vào đó. Nước vào đây làm gì? Điên của nước. Mày biết lấy đầy đủ gia vị hết đấy nhỉ? Sure. Cả đũa cả. Hôm nay tử tế đấy. Thế làm món tử tế đấy hả? Một khi cần món ăn trộm ăn cắp. Ăn trộm ăn cắp cũng phần anh nói gọi là của nhà anh chồng đó. Ăn cắp của ông ăn cắp. Xúc động hả? Thôi cay. Cay mắt. Có một quả nguyên ở dưới. Có quả nguyên tử kia chưa đấy cả. Chưa nổ rồi. Đấy. Cho đập nước ra đây. Nó dính axit. Axit của em. Thôi nó dính axit của em rồi. Nào đi sao đây bẩn. Không nổ ra. Đang đấy bẩn. Còn lấy con dao kia nữa. Dao này thì gót. Ây da. Nó thì nó cắm cắm này. Nó dính axit của em ấy.
chín bố rồi. Chín đất đất à? Ôi, sống nguyên. Thấy chưa? Đây mà cũng... Chín đất đất của anh, ăn ngon lắm. Chúng ta là xít của em. Được kiểu bố đó. Đồ đồ, chín vào đây. Ok nào. Làm gì? Làm phễu. Mày chưa thấy bao giờ à? Không nhìn phễu. Đổ đây, đổ đây. Đổ đây. Từ từ thôi nhá. Ra ngoài rồi. Ôi dồi. Từ từ lúc em đổ tân ra ngoài à? Không. Chiều lắm. Đây đây, cho lên sàn sàn. Từ từ từ, bình tĩnh bình tĩnh, hết sức bình tĩnh. Đấy, mày ra hộ bố cái. Phê không? Mày thấy em đẳng cấp không? Cho củi vào đi đã. Ui dồi. Chặt rồi, chặt rồi. Chính lấy lại đi, cho mới đặt chứ. Đây, cho củi vào đi đã. Từ từ. Cứ bình tĩnh. Mày thấy anh đẳng cấp không? Đấy, phì đấy. Đẳng cấp phải đấy. Đấy, giờ đưa ra đu cây kia không? Đu đấy. Bây giờ anh đu cái thành sao kia kìa đi, chú thật. Đu cây ở đấy mẹ phê. Mày thấy anh đẳng cấp không? Hạ gục được anh hơi khó. Lần nào cũng xuống đến mặt nước rồi. Chắc đang sôi trong rồi. Nóng rồi. Rồi, đi mệt chứ. Đi ra trở lại. Đây, làm quả sung cho nó xin đi đi. Đây. Súng chặt xít như lúc đưa ta là không hết. Ồ, chặt xít như đi. Này. Làm vài còn nữa. Ừ. Cào lắm. Đang trơn thế. Đang lên chung là tuyệt nhé. À, cút thế. Trơn mẹ giúp mình đây chết này ai sung tốc nhỉ, tốc muối đấy, thôi, ta bỏ mẹ, ta nước giải là gì, nước giải cứt nhựa này, đấy nhựa, cái quậy, sôi, nó chỉ ra như kiểu là tảng đá đuổi ấy, kệ nó. Sôi mà trứng nó sôi thì nó nở ra. Ngoài đặt thêm đôi ít. Mấy tên anh đu một phát này đúng không? Nhìn này, nhìn sức mạnh mang lại càng hích à. Thôi tao chưa muốn tắm. Người bẩn cùng thế. Ôi làm kiến thế. Đây tôi chưa đáp với này. Xem chúng bác bệnh kinh ấy. Đi sang xem chúng nào. Tránh tránh tránh. Wow.
Cái lửa đẹp nhỉ. Thôi không? Chưa, chưa xin gì. Cho mày. Ui, dưới cháy. Khẹp mày. Khéo phải. Ui. Ê, làm ăn gì trở trống gì vậy? Ui. May không bị đổ. Không làm ăn như vít đấy. Trời mất bao nhiêu trứng mùi lẹm. Trời mấy đâu, đổ có tí thôi. Trứng là trứng ăn trộm thì mình không nhiều. Trộm cứ trứng như tao trộm gì. Chúng ta ăn trộm trứng á. Ui nóng ạ. Cái hộp dưới kia thì nó trục bậy bạ đi. Nó trục nó bẩn hết cả nắp đi. Bẩn cứt đi. Mày xuống vơ lá cho nó nhiều cho nó đốt cho nhanh chín đi. Sắp tối rồi. Tối đi ăn tối luôn. Ăn tối. Ai ui, bỏng thế. Ẩm thực cần lâu la. Đấy, mày không chín à? Không chín được không? Đó. Hai tiếng đồng hồ rồi mà vẫn hình như chưa chín, nó chảy ra này. Chảy, ui dồi, chảy ra bao nhiêu ấy. Tin bảo là cái món này kiểu gì cũng chín nhanh. Ôi. Nó quá to. Quá to và quá lớn. Anh tự tin lắm mà. Ôi, tự chín rồi. Hả? Đang... Anh? Ừ? Tự tin nhanh chín. Đôi khi nó phải lỗi. Khả năng anh em tôi sẽ ủ ở đây sáng mai ra xem. Ôi, có mà được. Sáng mai ra còn nguyên gốc không? Điên. Lấy đâu ra? Chó ăn hết. Chó. Tối mà chó mầy ấy, tối lại lò giò tớm. Tối anh lò giò ra ăn mất của em sao? Tối mày lò giò ra đây ấy. Đây, từ từ. Ủ ở đây, ủ ở đây. À, đừng cho vào, nó khét. Bỏ đi, bỏ đi. Nó đã không cháy được rồi, ông còn ném đấy. Ui, bẩn thế. Đây, chặt cái này ra. Tối đây ăn cứt à? Tối được. Nhà ngay cạnh. Mà tối cấm mò vào đây đấy nhá. Chén trộn nhá. Có anh nhá. Thôi, giờ té mà. Thôi, giờ anh em tôi để té đây. Tối mất rồi. Đợi nó chín chắc cũng phải tầm độ đôi tiếng nữa. Tối em phải ra đây đánh dấu. Dấu tao giết. Đánh dấu là anh mà chạm vào dấu. Dấu đấy là rất là anh ăn. Có mà mày gà mà chạm hết đấy. Bỏ ấy. Thôi, về thôi. Anh ăn để ăn. Sáng mai ra xem. Tối sau tao sang nhà mình tao ngủ cho canh này. Ừ. Quá to, 21 quả trứng nhét vào một cây chè cực to nên là không thể chín được. Thôi, anh em tôi về này. Anh em chờ đón nhá. Quả chờ đón nhá. Đây. Là chín đâu. Chín đâu. Biết. Ui, chảy điện luôn. Cái kém hết rồi. Cái này ăn đấy chứ. Sau một đêm thì nó đã cháy. Ui. Em ăn ra đây đi. Ây da, có khán giả xem. Ôi chín. Chín á. Rồi. Rồi, tránh ra cho khán giả xem. Cháy chín đấy. Cầm lấy, cho ra đằng kia đi. Anh cầm đi. Đây đây, cho ra đây. Khui hạt, khui hạt. Em nghĩ là sau chị. Một đêm thì nó đã cháy kẹp, cháy bên ngoài thôi. Khủ bẩn lắm. Không làm được. Chặt luôn đi. Lấy lên với cái lá thì lau. Không, lấy chặt đầu. Nó vẫn bẩn. Em này càng bẩn. Lau ra. Lấy lá lót đấy. Sao cái lỗ hôm qua anh đấy như anh nhét kia vào mà, nhét lá vào mà hay. Hả? Hay con gì ăn nhỉ? Không biết. Chắc chó. Chó cứt đấy. Như có con gì bỏ vào ăn đấy. Đây này.
Sao chứ? Thấy chuột. Chuột cho bò được vào. Đây này. Hay thế nhỉ? Ơ nó ăn ăn tục hết nhỉ. Phải không nhỉ? Được. Bỏ ra xem nào. Ui dồi. Ui, miếng ra. Không cần phải xem. Phê không các bạn? Anh nhiều bánh nhé. Ê, bánh đông lan. Anh ý gì bánh đông lan luôn. Mỗi tội nó nguội mất thôi. Thế nó mới giống bánh đông lan. Chứ đôi tay anh bẩn á. Em bóc lên mà ăn. Anh giống bánh đông lan nhỉ. Ngon đấy. Ngon các bạn. Mũ cội không nóng. Cái gì bánh bông lan luôn. Đây này. Xong này. Ấy. Chỉ ra. Ăn chỗ nào có hành ngon lắm. Ôi, chỉ được. Ăn xốp xốp ấy nhỉ. Làm nào lấy được nhỉ? À, móc. Lấy cái cây. Khoét một phát bóc ra luôn. Bánh bông lan tí. Ngon thế. Kiểu thằng chết đói. Em đang chết đói à? Nhưng mà ăn nóng ngon đấy. Rất tiếc là qua đêm đã mất hết rồi. Tối qua ăn nóng ngon lắm. Đúng đây. Ngon lắm ạ. Đây. Ăn hành ngon. Ui, cũng còn đây. Chỗ này tao nghe mùi hôi hôi gì ấy. Thế mùi gì không? Thế là anh đập trình thối vào. Phải. Ừ, hôi hôi thật đấy. Ừ, mẹ cứ dán này. Hả? Vãi trưởng. Cứ dán. Vãi trưởng. Đây. Đây. Cứ dán. Mấy viên nào có đục lỗ. Lỗ thì lỗ mình đục mà. Ui. Ui ôi. Thế bỏ vứt 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 đi, cho cá nó ăn. Ui giời. Ui. Không thấy con rán nào chết trong này à? Ui. Anh để chúng chơi. Thảo nào ăn hôi hôi cái đoạn đầu kia không được gì. Để qua đêm rán nó chui vào các bạn. Là em chén mấy miếng cho ngon. Mày lúc nào ăn như lợn đấy. Ăn nó phải từ từ. Ăn uống đâu mà phải vội. Thế anh bảo là sáng nay ra ăn cái này. Không phải ăn cơm đâu nhỉ. Ra ăn cái này. Em để bụng từ tối qua được sáng nay. Ăn cái này. À bên dưới này không dính cứt đâu. Anh đi mà ăn. Không dính cứt chán đâu. Chỗ này. Bên dưới này không hôi lắm. Chỉ đoạn đầu đấy này. Đây này. Còn mấy viên đây này. Ôi. Đây. Dán nó vào ăn nó chạy lung tung. Chạy lung tung đấy. Chật thế này mà. Tôi anh ở đấy mà ăn thì mới về. Cho cá ăn. Phí mất món trứng ngon. Các bạn. Hôm qua mà biết thế ở lại đốt thêm tí nữa.
Thì... Thế em bảo ở lại chả hứa. Mới bảo lại, mới bảo lại. Em bảo ở lại rồi từ chạy tối nha. Ừ, dù. Ghét. Trời ơi. Không thành công. Lại một món ẩm thực thất bại. Vì con rán. Đói quá, đi về ăn sáng đi. Đây à? Từ từ. Chào khán giả cái đấy. Thôi, clip này anh em chúng tôi kết thúc ở đây đây. Lại một món ẩm thực nữa coi như là thất bại. Nếu mà hôm qua ăn luôn thì chắc ngon lắm. Cái bảo ừ, cứ... Thôi, thất bại này sau làm món khác ngon hơn. Ba món khác ngon hơn. Hả? Ẩm thực của anh cần chút chó. Ô, chó. Có mà cố gắng cái khỉ. Thế là thế, lần sau anh làm món ngon đó. Hôm nay tại mấy con rán nó dở đấy. Ẩm thực cất mấy phần. Đấy là món nào nó thất bại thì phần gì? Bảo tối qua em ra em canh rồi, có muốn. Canh có một mình đốt hết. Thôi, anh em thấy hay nhớ like, share và comment những ý tưởng bên dưới nhá. Nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bên cạnh nhá. Thôi anh em tôi về đi ăn rồi đây, đói quá. Bye bye nha. Để bụng để ăn trứng. Trứng nướng ống tre nhưng mà anh em có ý tưởng gì hay cứ comment ở bên dưới. Rồi. Ê, xin chào anh em.